Thưa quý vị và các bạn, với chủ trương xóa dường tạp, phát triển các loại cây ăn trái có giá trị, huyện Hồng Dân đã vận động nông dân trên địa bàn đầu tư trồng các loại cây như bưởi, mãng cầu, ổi, xoài, cam. Sau thời gian chuyển đổi cây trồng, nông dân huyện đã có thu nhập tăng cao hơn so với dường tạp từ 3 đến 4 lần. Từ kết quả đạt được, nông dân đã mạnh dạng xóa dường tạp kém hiệu quả để trồng và phát triển thêm các loại cây ăn trái có giá trị, tạo nguồn thu nhập ổn định. Đến nay, diện tích xóa vườn tạp phát triển cây ăn trái tại huyện đã lên đến 1.000 hecta là một trong những hộ thành công với việc chuyển đổi cây trồng, ông Lâm Quý Nghiên ấp dàm xã Ninh Quế cho biết hơn 3 năm trước không phải 5 hectare đất vườn của gia đình ông chỉ trồng những loại cây tạp không có giá trị kinh tế nên ông đã cải tạo, chuyển sang trồng hơn 300 gốc mãn cầu sim. Sau hơn một năm trồng và chăm sóc, cây bắt đầu cho trái. Trung bình mỗi năm gia đình ông thu hoạch khoảng 400 đến 500 ngàn đồng một gốc cây mãng cầu. Theo ông Nghiên, mãn cầu rất dễ trồng do thân cây được ghép từ gốc cây bình bát nên khả năng thích nghi với dụng đất phèn mặn tại đây. Đồng thời trái cũng có giá trị khá cao, khoảng từ 15 đến 20 ngàn đồng một ký. Ngoài ra gia đình ông cũng làm thêm trà mãng cầu để đa dạng sản phẩm tiêu thụ, giảm áp lực đầu ra. Thì ngày nào mình cũng phải ra coi cái cây nào, ví dụ giờ nó nó bị si cây, thân mình đưa nó vô liền, chẳng cho nó tốt rồi để tới tới đợt mà mình để cho bông đồ đó nó có cái hiệu quả hơn, nó cũng như nó cũng nhẹ chăm sóc thôi, thì có nghĩa là cái hiệu quả nó thì nó thấy nó nó, nó ngon hơn là các mấy cây khác về cái vùng đất, cái vùng đất nào mà cái cây nào mà nó thích hợp, nó nó chịu thì mình cái chăm sóc nó nhẹ hơn. Mình bán nó ổn định thôi chứ. Cũng cũng được. Ví dụ này giờ nó chính mà đồng loạt các nơi nữa thì cái giá cả nó sụt xuống. Còn nó mà, mà, mà ít thì giá nó tăng lên về giá của thị trường. Tương tự, gia đình bà Trần Thị Điểu cũng chủ động xóa vườn tạp để trồng và phát triển hơn 400 gốc ổi, mỗi ngày cho thu hoạch hơn 50 kg. Với giá bán lẻ 10.000 đồng một kg, gia đình bà thu nhập khoảng 500.000 đồng một ngày. Bà Điểu cho biết cây ổi rất dễ trồng, chi phí đầu tư thấp nên lợi nhuận thu được khá cao. Hiện nay nguồn cung tự ổi tại địa phương cũng chưa dồi dào, nên gia đình bà dự kiến phát triển thêm vài trăm gốc để phân phối sỉ cho các chợ trong vùng. Hồi đó thì trồng dừa, trồng dừa với mặn đồ ăn vậy đó, thì xài. Người không có thu nhập, ba đó là không có thu nhập nhiều hết. Dừa một năm bán thì cũng ít dạng, mỗi tháng mỗi đốn vài trăm ngàn, năm sáu trăm ngàn nha. Rồi cô mới phá ra trồng ổi luôn ngày nào cũng có hết cũng như nhiêu đây hết trơn ba con ổi này là cũng như mình chi phí một lần đó là chỉ một bao phân bao gửi phân trở lại cũng như mình tiêu thụ ở chợ nè chợ nên quới mình trên này nè rồi đám tiệc rồi dân chúng mình mới điện rồi mình giao rồi giao trên chợ này nữa Tuy thế mạnh của huyện Hồng Dân không phải là trồng ăn trái, nhưng việc nông dân cả tạo dừng tạp để trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao là hướng đi hiệu quả trong việc chuyển đổi cây trồng tăng thu nhập. Hàng năm nguồn lợi nhuận từ cây ăn trái mang về là hàng chục tỷ đồng. Từ những diện tích dường tạp cho thu nhập bấp bên, nhưng khi biết khai thác và sử dụng cây trồng có giá trị kinh tế, nông dân của huyện đã và đang tạo ra nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình mình. Tuy nhiên, để mô hình này phát triển bền vững, ngành chức năng quyện cũng cần chủ động khuyến cáo nông dân trồng và phát triển loại cây ăn trái một cách hợp lý không nên phát triển ồ ạt tránh xảy ra tình trạng cung dược cầu gây rớt giá và thua lỗ